Rồi, em chào tất cả anh chị em. Hôm nay em chia sẻ cái cách anh chị mua hàng để tránh tình trạng về xài không được đó anh chị. Đó, thì anh chị mua nên cân nhắc lại. Không phải là em nói gì nha, tại vì hồi nhiều lúc em thấy anh này nè, thấy tội lắm. Anh hỏi em, anh có bán T200 không ạ? À? Là mới hôm nay luôn anh chị, chia cặp 5 giờ trước nè, mà em không cho thấy cái tên đó ha. Cái em mới nói là chưa, anh vài ngày nữa mới có. Thì em quay cái này là 3-4 phút thôi nha anh chị, tại cái máy vợ em quay lần gửi qua em thì không quay được lâu nha, tại máy bên đây không có làm YouTube đó. Cái nói chưa, vài ngày nữa mới có. Cái anh nói dạ em mua máy bên khác xài chán quá, anh kêu người ta cho anh xem bê tông là ok. À cái em mới nói cái anh nói là em mua một con T33 kênh khác chạy nóng tắt máy khi bật lại không nổ. Nhưng mà anh có gửi em mấy cái clip đó, chút anh cho anh chị nè. Nếu mà cái bên đây người ta làm gì là không đúng nha anh chị. Xài cái nắp xăng kính sao đó em thấy nhưng mà chưa thấy rõ nha. Là anh chạy chút anh tắt. Nhưng mà anh nói anh tắt một phút là anh giật cái nách anh sưng luôn. Cái nách bị gì đó, khoan phải sưng nha, để em cho anh chị coi từ từ nha. Một phút thôi nha anh chị. Nếu không tắt máy để yên vậy vẫn cắt được. Tắt là khỏi nổ luôn, chán lắm. TD33 canh phải chuẩn mới được, cái này là em nha. Được anh, dòng đó biết làm cũng ok lắm. Cái anh nói là đang kiếm T200 nào ngon xíu, cắt cho khỏe người. Tại anh nói anh giật mệt quá đó. Cái em nói là máy chế đó zin xăng phao đó, em mới hỏi anh tới nè. Tại em hỏi để em chỉ cách cho anh làm luôn, chứ không cần mà mua máy khác. Nhưng mà anh chịu anh đòi mua thêm luôn. Không xuống xăng dưới rồi, lửa mới chế mới mà vẫn bị. Mà cái này máy này lên chế 260 nha anh chị. 2 phút hả? Nên là cắt là không bao giờ được tắt máy. Đó. Cái em hỏi chế ngang ha, anh nói đúng rồi, chế Trung Quốc. Cái em tưởng nó là chế cũ chứ mới em hỏi không. Anh nói thay bugi cũng không nổ. Cái em hỏi là Trung Quốc cũng bình thường anh. À nói chế Trung Quốc, em nói chế Trung Quốc cũng bình thường. Cái ảnh không tìm ra nguyên nhân luôn. Nhưng mà cái này là em chưa chỉ cho ảnh cách làm nha. Tại em hỏi xong em mới bắt được bệnh em mới chỉ được nha. Lúc nguội thì dễ nổ. Em lên nhiều bộ lắm. Đó, các em nói em lên nhiều bộ lắm, xài ok mà anh. Tại em lên cho nhiều người rồi. Anh có cách nào không? Cái TD33 khó làm lắm nha anh chị. Chế Trung Quốc 3-4 năm, biết làm cũng bình thường. Cái đó em nói nha. Chạy bao lâu anh mới tắt máy mới bị? Trời, gần 3 phút rồi, 4 phút gỡ được phải không? Chạy 20 phút thôi mà cũng kỳ lắm. Tắt đi nổ ngay lập tức thì nổ. Để 1 phút là khó nổ lắm. Giật nổi hạt luôn. Đó, mua được bao lâu rồi anh? Anh nói mới mua ạ. Cái mà anh này lịch sự lắm nha. Anh không chỉ người bán mà em không có đâu có hỏi người bán đâu. Em chỉ hỏi sao anh mua không bảo hành hả? Người bán không bảo hành hả anh nè, đó. Khi nào bị hút ngược xăng lại không? Anh hỏi em, cái anh nói là tại nếu em cắt lâu lâu phải mở bình xăng ra thì mới lên ra được ạ. Cái này dễ lắm anh chị, anh gửi em mấy clip nè. Chết mẹ 3 phút rồi. Do bình xăng quá như nè, không. Cái này em khỏi đọc đi ha. Cứ dành chị coi rồi nói anh chị tu lại giùm em đi. Đó. Cái này anh quay cái máy anh nè. Đó, anh quay cái bình xăng sao nè. Cái em kêu gỡ nắp ra cao su ra để em xem. Cái anh gỡ nè. 3 phút rồi. Khoan đem bấm lớn. Lửa 260 nè anh chị. Nè rồi tới clip nữa. Nè, cái nắp gì là không đúng nha anh chị. Không có nút thở mà cái nắp gì là không đúng nha. Nhưng em chưa thấy rõ không biết có đâm lỗ đây không nè. Làm gì là chết người ta luôn anh chị, giật má ơi luôn. Còn thêm một anh khách nữa nghe anh chị. Còn thêm anh khách kia nữa là anh cũng mới mua đầu tháng nhưng mà sửa cỡ nửa tháng. Anh mua của PC em rồi có lửa giật cũng không chạy luôn. Cái này là anh này còn anh kia nữa, để chung cho anh chị xem. Cái anh ơi thôi kệ đi, chứ cắt không còn tắt máy là được. À anh nói gì nè, anh được lắm. Anh nói có bảo hành, em tắt lâu vô bình xăng kính quá anh ạ. Mà anh nói anh cũng được lắm, anh nói thôi em không chỉ kinh người ta đâu, nhưng mà em cũng đâu có hỏi kinh người ta chi đâu. Nên thôi kệ chứ cắt một lần mà tiền dọn mà bao nhiêu để chuẩn tiền. Anh này để chuẩn tiền nè anh thấy không? Chị thấy không? Em nói là 2,5 triệu nếu đẹp hơn có thể hơn nữa nha. Đó, nó có khi nào báo nè. Anh nói có bảo hành nhưng mà chán lắm, em không tiện nói kênh đó, anh này rất lịch sự không? Đó, cái anh nói không sao, cái không sao đâu, em muốn mua. Em nói để em tư vấn cho gì đó. Nè anh chị đọc giùm em từ từ để em đọc hồi nó không kịp nha anh chị. 4 phút mấy 5 phút rồi. Em hỏi chế nào nè. Con máy này như ma ám vậy. Đó anh chị có gì từ từ nha.
Nếu mà clip em quay thì dễ, còn máy bên đây gửi qua 5 phút rồi hả? Đâu được phải không? Hết được phải không? Từ từ anh chị, rồi hết luôn anh chị ơi. Đó, các em nói là để em chỉ anh cách làm lại nè. Rồi thôi em chào anh chị, rồi tắt đi.